Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách làm cánh gà rim nước mắm hoặc là cánh gà sốt nước mắm nha. Với cái cách làm này thì cho chúng ta cái thành phẩm cánh gà rất là ngon luôn, thấm gia vị và đặc biệt rất là thơm mùi nước mắm. Ăn cơm thì cực kỳ ham cơm luôn đó. Nếu mà bạn nào cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách chế biến cánh gà mới thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Là tất cả nguyên liệu gồm có, đầu tiên thì mình sẽ có ở đây là nửa ký cánh gà ha. Cánh gà này thì mình đã cắt ra cái miếng vừa ăn và rửa sạch rồi. Bên cạnh đây thì mình có tỏi, ớt. Tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi thì đầu tiên cánh gà sau khi rửa sạch rồi thì chúng ta sẽ bỏ vô một cái hộp. Mọi người chỉ bỏ cánh gà thôi ha, đừng có bỏ cái nước. Tại vì khi mà mình rửa sạch đó thì nó sẽ có cái nước. Kế tiếp thì mình sẽ cho một muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng canh bột tỏi. Chúng ta sẽ đậy vô và mình sẽ xóc. Mình xóc cánh gà như thế này thì nó sẽ đều hơn và nó sẽ thấm gia vị hơn là khi các anh chị và các bạn bỏ vô một cái tô rồi mình lấy đũa mình đảo á. Rồi mình ướp ở đây cỡ tầm 15 phút nha. 15 phút sau thì chúng ta sẽ quay lại. Đồng thời lúc này thì mình sẽ làm sốt luôn. Một muỗng canh đường vô một cái chén, 2 muỗng canh nước mắm, 1/3 tương ớt nhé. Ô, cái muỗng canh này của mình nó hơi đầy một chút xíu. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Hòa tan cái hỗn hợp này ra. Tỏi ớt này thì mình sẽ băm nhuyễn ra nhé. Rồi sau khi mà được 15 phút thì cái phần gà của mình đã thấm gia vị thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bịch bột bắp như thế này. Đây là bột bắp nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ cho bột bắp vô cái cánh gà này luôn. Và chúng ta sẽ sử dụng cái hộp này và mình lắc cho nó đều. Mình sẽ lắc đều cho cái phần cánh gà nó sẽ áo một cái lớp bột bắp. Để khi mà các anh chị và các bạn chiên á, thì ở ngoài nó sẽ giòn hơn và bên trong thì nó sẽ mềm nha. Khi mà mình chiên chung với bột bắp á, thì nó có cái độ giòn của bột, nó ăn rất là ngon luôn á. Rồi mình áo một lớp mỏng như thế này là được rồi nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình bắt lên bếp và mình mang đi mình chiên. Ở đây mình có một cái chảo dầu nè. Và khi mà dầu nóng thì chúng ta sẽ cho cánh gà vừa nãy mình áo với bột bắp đó, mình cho vô mình chiên nha. Và khi mà cho cánh gà vô rồi thì các anh chị và các bạn sẽ giảm lửa nhỏ xuống và mình sẽ chiên từ từ. Chiên như vậy thì cánh gà của mình nó sẽ chín đều bên trong và giòn ở bên ngoài nha. Còn mà mọi người chiên ở trên lửa lớn quá thì ở bên trong nó không có chín mà ở ngoài nó sẽ bị khét đó. Sau khi mình giảm lửa xuống rồi thì chúng ta sẽ chiên cho tới khi nào mà cái cánh gà này nó vàng như thế này thì chúng ta sẽ lấy ra nha. Mọi người nhìn qua là thấy cánh gà của mình nó rất là giòn luôn đó. Cực kỳ giòn luôn nhá. Cái này thì mọi người ăn không như vậy cũng ngon, nhưng mà mình có sốt thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Và tận dụng cái chảo đó và mình chừa lại một ít dầu ăn. Chúng ta sẽ cho tỏi, ớt vừa nãy mình băm nhuyễn ra đó. Mình sẽ cho vô và mình sẽ khử cho nó thơm lên. Sau khi thơm rồi thì chúng ta sẽ cho cái sốt vừa nãy mình làm, mình cho vô. Cho thêm vô đây cỡ tầm 1/3 chén nước nữa. Mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp cái sốt này nó hơi sánh lại thì mình sẽ cho cánh gà vô nha. Và trong quá trình các anh chị và các bạn canh nấu á, thì chúng ta sẽ nêm nếm điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị của gia đình của mình nha. Có mọi người thích ăn đậm lạc như thế nào thì chúng ta cũng có thể nêm nếm lại. Và khi mà cái sốt nó vừa sánh tới thì chúng ta sẽ cho một ít hành tây vô đây. Trường hợp các anh chị và các bạn không thích ăn hành tây thì chúng ta cũng có thể không cho nha. Nhưng mà cho hành tây vô thì rất là thơm luôn. Và sau khi cho hành tây vô rồi thì chúng ta sẽ cho cánh gà vô. Và muốn cho cái cánh gà của mình nó giữ được cái độ giòn thì các anh chị và các bạn không có nên áo trong cái sốt này quá lâu. Mình chỉ cần đảo sơ qua thôi để cho nó áo một cái lớp gia vị ở ngoài là chúng ta sẽ tắt bếp nhé. Và một cái lưu ý nữa là sốt của chúng ta là phải nó sánh lại rồi thì mình mới cho cánh gà. Rồi sau khi mà nó áo cái lớp gia vị ở ngoài cánh gà rồi thì chúng ta sẽ cho một chút xíu tiêu. Vậy là hoàn thành xong cái món cánh gà rim nước mắm ngày hôm nay rồi đó các anh chị à. Cái món này thì ăn rất là đậm đà và có cái vị, có độ giòn của cánh gà ăn rất hấp dẫn luôn đó.
Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần kênh bếp của vợ nhé. Có những góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bài nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn gặp nhau vào những video tiếp theo nha.